Diễm Linh vô cùng xúc động. Xúc động nó rơi nước mắt lên. Hôm nhận giải thưởng ở Rạp Hòa Bình, Linh đã khóc. Những giọt nước mắt sung sướng xúc động và biết ơn đã rơi trên sàn sân khấu. Chính nơi đó, cả cuộc đời nghệ sĩ, Linh đã từng đổ mồ hôi và nước mắt trong lao động nghệ thuật và những cay đắng trong cuộc đời. Linh còn biết rằng mồ hôi và nước mắt của mình sẽ tuôn đổ nữa, vì chính nơi đó là tình yêu nghệ thuật, tình yêu đồng nghiệp và tình yêu đối với khán giả nữa chứ. Anh Vũ Linh nói hay quá, nói hết cho người ta. Tại Linh cũng khóc vậy chứ bộ. Nghệ sĩ mà không đổ mồ hôi, không rơi nước mắt, thì làm sao đạt tới đỉnh cao của nghệ thuật? Đỉnh cao ấy vẫn còn trước mặt Tài Linh. Tài Linh mong mỏi không phụ lòng bất cứ một ai yêu thương và muốn nghệ thuật, phải không anh Vũ Linh?